anh Tùng á hả? Vẫn ngon lành như ngày nào. Ê, không hiểu sao mà hồi xưa á, tao lại làm dục mất ổng nữa, ngu ghê luôn hả mày ha? Có khi nào á, tao với ổng là tình đầu, sau này là tình cuối luôn mày? Mày nhìn đi, tao với ổng đẹp đôi quá trời, tao nhất định phải chiếm được ảnh. Ủa, có vợ thì có vợ, có sao đâu. Quan trọng là phải biết giữ trái tim của đàn ông. Chứ vợ thì ly dị mấy hồi, ký đơn cái rẹt là xong cái gì. Gì vậy, tự nhiên bàn ra là sao? Chán mày ghê á. Tao thấy con nhỏ đó không có xứng với ổng. Thiệt, nhìn chán gần chết. Anh Tùng vì nể tình nghĩa xưa cũ mà đã rất nhiệt tình giúp đỡ chị. Tại sao chị lại phá hoại hạnh phúc gia đình của tụi tôi như vậy? Chị muốn đá Cương ra khỏi vị trí vợ của anh Tùng đó. Trước giờ chưa có chuyện gì chị muốn chị làm không được đâu. Cuộc sống này cái gì nó cũng có ngoại lệ hết. Để rồi coi, tôi đi nói hết toàn bộ sự thật cho anh Tùng biết về bộ mặt thiệt của chị. Nói đi Cưng. Mời Cưng á. Chị chưa biết sợ là gì đâu. Bộ Cưng tưởng anh Tùng lấy Cưng là vì thương Cưng hả? Tại vì bất đắc dĩ thôi. Chị nói nghe nè. Muốn giữ chồng không? Muốn giữ chồng á thì đi tuốt tát mình lại nha. Chứ Cưng vậy sao xứng với ảnh? Xứng hay không xứng đó là chuyện riêng của gia đình tôi, không tới lượt của chị phán xét. Nhưng mà chị không phán xét, cái đó là chị nói thật. Anh Tùng rất là thương chị. Em không thấy thời gian qua, chị cần gì chị gọi là ảnh tới liền hả? Cái đó chẳng qua bởi vì anh Tùng ấy là một người quá tốt bụng. Anh rất là tốt tính, nên là đối với anh cũng phối xử như vậy thôi. Chị đừng có mà ảo tưởng. Cái này em lại nói đúng nè. Anh Tùng ấy đúng là một người tuyệt vời. Tại vì anh cứ dừng dằn hoài, không có chịu chia tay với Cưng là tại vì sợ chia tay Cưng bị sốc á, hiểu không? Chị nói dối, chị im đi. Chị đừng hòng tôi tin những lời bịa đặt chia rẽ của chị. Tin hay không thì tùy, nhưng mà sự thật thì vẫn là sự thật. Để rồi coi, anh Tùng chọn Cưng hay là chọn chị? Chị, tình cảm của anh Tùng dành cho Cưng chỉ là thương hại thôi. Hiểu chưa? Tôi nói cho chị biết, chị là một con rắn độc xấu xa. Đối với loại phụ nữ miệng mồm chua ngoa như chị sẽ không bao giờ có được một kết cục tốt đẹp đâu. Để tôi chống mắt lên coi chị sẽ nhận lấy quả báo như thế nào. Tôi không nói nhiều với chị, nói với chị phí lời. Xương thì không có bị nứt, đau chắc do phần cơ, không có gì đâu. Bác ơi, bác khám kỹ lại giùm con đi, chứ con nhức lắm, con chịu không nổi. Kiểu này là phải rạn xương chứ không có ít đâu. Tôi nghĩ là thôi để cô ta nằm theo dõi vài ngày đi, lúc đó là tính sao. Dạ, cảm ơn ba. Cảm ơn bác. Cảm ơn ba nhiều nha ba. Thôi, không sao đâu, em cứ nằm nghỉ ngơi, uống thêm thuốc là ổn mà. Nhưng mà sao cái chân em bị nặng dữ vậy? Không sao đâu anh, tai nạn ngoài ý muốn thôi à. Em cảm ơn anh nha, không có anh em không biết phải làm sao nữa. Anh Tùng, đi.
Thảo. Đi về với em, chúng ta không quan tâm đến cô ta nữa, mình đi. Ủa, là sao? Anh có biết không, sáng nay em qua nhà cô ta, chính tay em nghe thấy cô ta nói với bạn là sẽ dụ dỗ anh, là sẽ giành giật anh từ tay em đó. Tụi mình đi về, tụi mình sẽ không ở đây quan tâm cô ta nữa. Đừng để lòng tốt của mình bị người khác lợi dụng như vậy. Mình đi. Thảo. Ủa, vậy là sao Mỹ? Thảo ơi, em nói cái gì vậy? Anh Tùng, sáng nay em với Thảo đâu có gặp nhau đâu. Vậy là sao Thảo? Gì vậy bà chị? Hồi sáng nay chúng ta gặp nhau, chính miệng chị còn thách thức tôi, chị còn sỉ giả tôi, chị còn nói là chị sẽ giành giật anh Tùng từ tay tôi, chị còn thách thức tôi nữa mà. Tại sao bây giờ chị nói ngang nói ngược quá vậy? Tại sao chị phải thách thức em hả? Nè, cái chị kia đâu có ai trả tiền cách xê chị đâu, làm gì chị diễn dữ vậy? Đi anh Tùng, tụi mình đi về, không nói chuyện ở đây nữa, anh nghe em đi. Nè Thảo, bình tĩnh nghe anh nói. Cổ đó là cổ không có rồi mà, em làm vậy là em vu khống người khác đó. Đúng rồi đó Thảo, em phải bình tĩnh. Sáng nay chị đi tập thể dục, chị sơ ý nên bị chấn thương. Em coi nè, chạy tay chạy chân hết trơn. Bà chị, sáng nay chị làm cái gì á, tôi không biết. Tôi cũng không cần quan tâm là cái chân chị bị cái gì. Nói chung là bây giờ tôi không muốn nói chuyện đây với chị nữa. Còn anh, em nói với anh tụi mình đi về, anh bị cô ta lừa rồi. Tụi mình đi về với nhau, đi anh. Thảo. Bình tĩnh nghe anh nói nè. Cô nói là cô không có rồi mà. Em có biết em cứ như vậy làm vu khống người khác không? Vậy là không có tốt. Ngoan, đi về nhà đi. Có gì nhà mình nói chuyện sau. Nghe lời anh nha. Anh nói gì vậy? Có nghĩa là anh tin cô ta thay vì anh tin vợ anh hả? Có phải là như vậy? Người và cổ đó nói là cổ không có như vậy rồi. Em vẫn ngoan cố em nói cổ như vậy thì phải là mình vô tình vu khống người khác không? Vậy là không có tốt. Có gì thì về nhà từ từ mình nói chuyện sau. Bây giờ em hỏi anh một lần nữa, là anh có đi về nhà với em không? Em về nhà đi. Tại sao lựa chọn tin cô ta mà anh không tin những lời em nói? Hả? Tại sao vậy? Em mới nói với anh là sáng nay em qua nhà cô ta, em mang cơm cho cô ta ăn, em chăm sóc bạn bè của anh. Em nghe lời anh, em thông cảm cho anh, em phụ anh chăm sóc bạn anh. Nhưng chính tay em nghe là cô ta nói cô ta sẽ giành được hạnh phúc của tụi mình, cô ta sẽ phá hoại hạnh phúc của mình. Tại sao anh không nghe lời em? Anh phải tin em chứ, anh phải bảo vệ hạnh phúc của tụi mình chứ. Đây là hạnh phúc của tụi mình mà. Thảo, đủ rồi. Thôi anh, mọi người đừng cãi nhau nữa, em xin đó. Thì em sai, tất cả là do em sai. Em thừa nhận là sáng nay Thảo có đến gặp em. Nhưng mà chuyện cái chân em á là do em tự làm. Thảo không có đẩy em. Em nói thiệt, anh tin em nha, Thảo không có đẩy em, là em tự té. Nè, chị hai chị nói gì vậy? Cái chân của chị, tôi đẩy chị hồi nào? Chị liên quan đến cái chân của chị hả? Chị nói là chị sơ ý mà. Chị là đồ nói dối. Chị có nói gì đâu. Thảo, từ bao giờ mà em trở thành người ghen tuông vô lý vậy hả Thảo? Thôi anh. Hả? Ghen tuông vô lý. Anh nói em ghen tuông vô lý hả? Em về nhà đi. Em xin lỗi. Em vô lý quá. Em xin lỗi. Em đến đây làm ồn lên. Em vô lý, em tới đây làm ầm lên. Lỗi em. Xin lỗi. Thảo, Thảo, anh đuổi theo đi anh. Em ở đây không sao hết, chân em đỡ đau rồi. Không có đau thiệt, anh đi đi. Thôi được rồi, em nằm nghỉ đi. Cổ không sao đâu. Chuyện của tụi anh có gì để nhà tụi anh giải quyết. Mình nằm xuống nghỉ ngơi đi. Anh đừng trách cổ nha.
Vì phía sau cơn mưa cầu vồng sẽ tới, ngày tháng trôi đi nhanh muộn phiền ta sẽ rồi vơi.